Chào cả nhà, đây là đoạn đầu của dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Hôm nay ta có thông tin mới từ chủ đầu tư là chuẩn bị trải nhựa dự án thành phần 3 này. Phía trước đây là đường Tôn Nguyệt Đình, là ranh của hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Về giải phóng mặt bằng, bên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chính thức hoàn thành 100%, 3 hộ dân cuối cùng đã đồng ý nhận tiền bồi thường. Còn bên Đồng Nai thì giải phóng mặt bằng chỉ mới hơn 30%, nên các nhà thầu vẫn chưa thi công được nhiều. Riêng dự án tuyến đường T1, T2 kết nối với sân bay Long Thành thì đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được 100%. Theo chủ đầu tư là ban quản lý dự án Cái Mép Thị Vải, dự án thành phần 3, là các nhà thầu đang làm vệ sinh mặt đường để chuẩn bị rải nhựa đoạn đầu tiếp giáp với tỉnh Đồng Nai. Trên toàn tuyến dự án thành phần 3 có 3 nhà thầu đang thi công, đang triển khai 15 mũi thi công, có khoảng 225 thiết bị và hơn 400 nhân sự. Toàn tuyến này có 11 cây cầu và một hầm chui dân sinh. Có lượng công việc đến nay đã đạt được 40%. Trong năm 2024, dự án được bố trí gần 1.000 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được 370 tỷ, tương đương khoảng 38%. Nhìn từ trên cao, cả tuyến cao tốc đã thành hình, tỷ lệ đắp nền đường đã đạt 100%. Đơn vị thi công cam kết sẽ thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 4 2025.